Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình có một yêu cầu nho nhỏ thế này, mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, cũng coi như là để ủng hộ mình để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con ngựa baby các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm chăn nuôi. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm chú tê giác. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn.
Nhưng mình có một yêu cầu nho nhỏ thế này, mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, cũng coi như là để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nghe lại nếu nó có nhạc video, trong video vừa quay xong nó có nhạc thì nghỉ. Vâng, quay đi. Như vậy là sản phẩm con ngựa baby của mình đến đây là kết thúc. Mình xin chào các bạn. Sản phẩm chú tê giác của mình đã hoàn thành nha. Xin chào các bạn. Chào tất cả các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con ong này. Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con ong chúa các bạn ơi. Sản phẩm con ong chúa. Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm kính viễn vọng. Mm-hmm.